Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 38 của chúng ta 38 dịch là Thời tiết tệ đến mức mà chúng tôi ở trong nhà cả ngày Vậy viết là Thời tiết quá tệ cho chúng tôi dành cả ngày ở trong nhà Ý A à, không phải rồi Đúng không? Không hợp nghĩa rồi Ý B là Thời tiết không đủ tệ cho chúng tôi dành cả ngày trong nhà Ý B cũng không hợp lý rồi Ý C là Thời tiết tệ đến mức mà người ta đổi từ cấu trúc sâu tính từ giác thành cấu trúc sắc, cộng tính từ cộng danh từ cộng va. Tại sao câu này không có mạo từ ơ an? Bởi vì weather là danh từ không đếm được, không sử dụng mạo từ. Xong 38 chuyển sang câu 39. Tôi chưa bao giờ xem một cái bộ phim mà lãng mạn như vậy trước kia, tức là đây là bộ phim lãng mạn nhất mà tôi từng xem. Dịch nghĩa như vậy, 39 cô chọn được, đáp án là ý B với hình thái so sánh hơn nhất. Xong 39 chuyển sang câu 40. Tôi lẽ ra phải hoàn thành công việc của tôi vào tối qua nhưng mà tôi quá kiệt sức, tôi quá mệt. Vậy thì Tôi hoàn thành công việc tối qua mặc dù tôi kiệt sức, ý A không phải. Tối hôm qua tôi mệt nhưng tôi vẫn cố hoàn thành, ý B không phải. Ý C là tôi kiệt sức vì vậy tôi đã không thể hoàn thành công việc tối hôm qua như dự định. Cô chọn 40 ý C. Xong câu 40 chuyển sang câu số 41. Câu 41 sẽ là bài tập về phần phát âm. Ý A đọc là hẹt, âm đấy của cô là hẹt, e. Ý B đọc là đẹp, e. Ý C đọc là bread, e vậy cô chọn được câu 41 ý D. Câu 42 theo cách phát âm của đuôi S, 42 cô chọn được đáp án là ý C. Xong câu 42 chuyển sang câu 43. Câu 43 là anh ta đã dành tất cả số tiền, anh ta thậm chí còn vay của tôi. Viết thành câu là anh ta không những tiêu toàn bộ số tiền mà anh ta còn vay của tôi nữa. 43 cô sẽ chọn đáp án của câu này là ý gì? Ý B là anh ta không những tiêu tất cả số tiền mà còn vay một ít của tôi. Xem ý và ý khác gì nhau nhé. Ý A và Ý B chỉ khác nhau mỗi một cái là bất với bất ôn sâu thôi Thì 43 cô phải chọn được Đáp án sẽ phải là Ý B Nhớ Anh ta không những tiêu tiền Mà còn vay từ tôi Nhưng mà từ từ nhá Cô nếu mà đúng thì nó phải là bất he ôn sâu Vì vế đằng sau mình không đảo ngữ mà Đúng không? Bất he ôn sâu Thế này đằng sau này Mà anh ta còn vay từ tôi Ý C là ngay khi anh ta mượn tiền Anh ta tiêu hết Ý C không phải ngay khi anh ta mượn tiền anh ta tiêu hết ý D không phải. Bây giờ cô băn khoăn giữa A và B này. Ý B nếu như là biết là nếu như viết lại câu này là anh ta không những tiêu hết số tiền mà anh ta còn mượn của tôi. Nếu mà đúng bị bất ôn sâu thì phải là bất hi ôn sâu. Vậy thì 43 cô sẽ chọn đáp án là ý à. A. Nhờ ý B sai về mặt ngữ pháp. vì nó phải là bất hi ôn sâu chứ nếu mà viết bất bất ôn sâu như này thì, thì thì cái vế đằng trước nó lại không cần dụng với vế đằng sau vì vế đằng sau nó không đảo ngữ. Xong câu 43 chuyển sang câu 44. Anh ta cư xử rất là lạ và điều đấy khiến cho tôi ngạc nhiên. Điều đấy là gì? Là cả cái việc anh ta cư xử rất là lạ. Vậy cô sẽ dùng which thay thế cho cả một mệnh đề đằng trước. Câu 44 cô chọn được, đáp án là ý A. À. Xong câu 44 chuyển cho cô sang câu 45 của chúng ta. Câu 45 cô sẽ có như sau. 45 là phần về tiếng Anh giao tiếp, đúng không? Câu 45 sẽ là Jennifer và Susan đang nói chuyện về một cuốn sách mà họ vừa đọc. Cuốn sách này thực sự rất hay và khó để có thể Đặt xuống được Vậy bạn kia bạn bảo rằng là tôi hoàn toàn đồng ý I couldn't agree with you yeah. I couldn't agree with you more Không thể đồng ý hơn nữa, hoàn toàn đồng ý Sau 45 chuyện sang bục câu 46 Mẹ tôi bây giờ khá hơn nhiều rồi Vậy chúng ta sẽ đáp lại câu 46 sẽ là gì Ồ yeah. oh, thật á à? Bác sĩ chắc là phải giỏi đó Không phải, đúng á, ai lại vô duyên thế Chưa, tôi rất là vui khi nghe thấy điều đấy Chưa, ý C là tin tốt cho bạn Và ý D là tuyệt vời, chúc mừng nhé. Vậy chọn ý đi hợp lý nhất với cái văn phong đáp lại như này. Sang 46 chuyển sang 47, employ chắc chắn âm thứ hai là oi nguyên âm đôi nhận trọng âm cho ông giếm tiết thứ hai. Express âm thứ hai của cô có ss hai phụ âm nhận trọng âm cho ông giếm tiết thứ hai. Reduce âm thứ hai của cô được phiên âm như sau. U dài nhận trọng âm cho ông giếm tiết thứ hai. Vậy cô chọn được 47 là ý A. Xong câu 47 chuyển cho cô sang câu 48. Câu 48 attraction đuôi trọng âm rơi vào trước âm tiết thứ hai cô sẽ có từ preference, đuôi xe dịch bơm cho ông âm tiết đầu. Advantage, âm thứ hai cô, âm A, G, E không ảnh hưởng, ơ không ảnh hưởng cho ông dơm tiết thứ hai. Từ đó cô suy ra được câu 48, đáp án là ý C. Xong câu 48, chuyển cho cô sang câu số 49. Câu số 49 là bài tập tìm từ đồng nghĩa. Nhờ dịch là bạn nên được khuyên tiêm phòng đúng không ạ trước khi bạn đi nước đi nước ngoài vậy cô sẽ approach nghĩa là thích hợp bạn nên tiêm phòng một cách thích hợp trước khi bạn đi nước ngoài Appropriate nghĩa là thích hợp Ý A từ Prevent it, nghĩa là có tính chất phòng ngừa Ý B từ Healthy là khỏe mạnh Ý C từ Suitable phù hợp Cô chọn Ý C Ý D từ Compulsory nghĩa là bắt buộc Sang 49 chuyển sang câu 50 Tôi ngả mũ, tôi kính trọng đúng không? Tôi rất là trân trọng tất cả những người Làm việc chăm chỉ để có được bản hợp đồng này Vậy cụm từ take one half of to Bằng respect, kính trọng Cô chọn đáp án là ý D Câu này các bạn làm rất là nhiều rồi Ý à, từ congratulate, chúc mừng, welcome, chào đón, encourage, khuyến khích Xong và phần đấy của chúng ta Bây giờ cô Trang Anh sẽ còn hạ một bài đọc nữa là xong Cô xin phép ngắt xong phần video tiếp theo nhé